Kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Huy Audio. Và hôm nay bên mình tiếp tục lên bộ dàn nữa cho một anh khách hàng ở Vũng Tàu. Thì cái này rất là vui. Đấy, anh ấy đang ở trong kia. Đó. Và cái dàn này thì nó bao gồm là hai cặp loa Array 40 hãng AT và một cặp súp hầm của sạc viên Vega. Đây là cặp súp hầm này khách hàng đưa lên. Đây là cặp súp hầm của khách. Còn bên mình bán cho khách thêm hai cái cặp loa Array này. Hai cặp loa Array, đây là hai cái cặp loa Array của bên mình, loa Array AT. Và cái dàn máy bên trong sử dụng các cái thiết bị như sau. Lấy mấy cái đầu cong đây. Đầu cong hay đầu thẳng? Mấy đầu thẳng. Bên trong sử dụng là một cái bàn Dynacord CMS 1000. CMS 1000. Một bộ chia nguồn AT-A8. Một bộ mic APP-S3000 micro APP-S3000. Một cục bộ xử lý âm thanh PA-260 và một cục đẩy AT-A1600S. Cục đẩy này đây là cục đẩy lớn nhất của trong dòng 4 kênh của AT cho tới thời điểm hiện tại. Cục đẩy này thì dùng 2 kênh để đánh cặp súp hầm kia, và 2 kênh còn lại chúng ta sẽ dùng để đánh 2 cặp phun đơn kia. Vâng. Bây giờ sau đây thì bên mình sẽ test sơ qua cái dàn này cho khách. Đây là một vị khách khá là quen đối với điện máy Thanh Huy Audio. Vâng, các bạn nhớ đăng ký đón xem các clip mới nhất của Thanh Huy Audio bằng hình thức là hãy bấm đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. 8 9 10 3 4 1 2 3 6 1 2 2 1 2 6 1 2. Vài lô quên rơi, không đủ làm đàn đèn bóng trời. Không nói nên lời cứ đi, đang âm thầm bên giờ một chương vẫn đã đầm môi rồi. Chuyện cũ chưa qua, lòng anh bao nhiêu tan lại rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.